Chào các bạn, sau đây hệ thống cửa hàng dụng cụ y khoa và thiết bị spa Bình Minh sẽ giới thiệu các bạn máy 10 chức năng HQ Beauty. Mẫu mới nhất bên em mới về nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là lắp đặt và sử dụng máy HQ này nha. Thì mình sẽ gắn các phụ kiện đi kèm vào cái hai cái bên cái thân của máy này. Nó sẽ có những cái ghi những cái chữ ký hiệu là cái từng chức năng mình sẽ gắn vào thôi, giống như là nó sẽ có những cái đầu chấu này. Có 4 chấu thì mình sẽ gắn vào đây. Các bạn chú ý là nó sẽ có cái rận con này này, mình sẽ gắn vào nó cái rận của nó nhé. Mình sẽ khóa lại thôi. Tương tự những cái đầu khác, đầu bên hông bên này mình cũng gắn theo cái chấu của nó, hoặc là mình sẽ có cái đề cái chữ này nó kèm theo cái chức năng của từng cái đầu mình sẽ gắn vào. Rồi còn về phần cái khoang nước thì nó sẽ có 4 cái khoang tương ứng với từng cái nước để mình sử dụng cho khách hàng. Có S1, S2, S3 và S4. Những cái khoang này thì mình sẽ bỏ những cái chất lỏng hoặc là nước, giống là nước cất, nước hoa hồng, toner, nước muối. Còn cái riêng cái khoang S4 này này là nó sẽ sử dụng cái đầu này, bút pen này đó, để tạo cái bong bóng để mình rửa mặt nha. Mình chỉ sử dụng cái S4 này thôi. Còn ba cái khoang này thì mình sẽ có thể sử dụng những cái nước khác nhau. Tiếp theo cái nút trắng trắng này, mình sẽ chỉnh cái khoang. Nó sẽ có cái mũi tên này. Mũi tên xong là mình sẽ vặn những cái khoang mà mình cần chọn. Nó sẽ đánh dấu dưới này, giống như mình đang sử dụng S1 thì mình sẽ vặn ngay cái mũi tên này ha, tương ứng với những khoang kế bên ha. Rồi tiếp theo là cái nút, hai cái nút này tương ứng với cái độ nước nhiều nước ít là cái mình sử dụng cái nước cái nút trên ha. Đây mình vặn qua bên tay trái của mình á, là nước nó sẽ ra rất nhiều vào cái đầu này ha, để mình làm sạch mặt hoặc da dầu quá mình có thể sử dụng nước nhiều hoặc ít, mình sẽ vặn cái này ha. Còn cái nút dưới nó sẽ lực hút của cái này ha, hút nhiều hay hút ít tùy vào cái độ cảm nhận của khách ha, mình có thể tăng giảm tùy ý. Mình gắn xong thì mình khởi động máy ha. Đầu tiên mình sẽ cắm cái dây điện nguồn vào 220 của mình vào ha. Sau đó mình sẽ bật cái công tắc này, rồi mình chờ khoảng tầm khoảng 5 giây cho cái hệ thống điện của máy nó hoạt động không. Sau đó mình sẽ quay vào cái màn hình, mình sẽ nhấn cái chữ Enter này nha. Rồi nó sẽ hiển thị những cái chức năng để mình cần điều trị. Chức năng đầu tiên thì chức năng nóng và lạnh, mình sẽ nhấn cái Enter này. Rồi trên màn hình nó sẽ có giao diện có hai cái chế độ là mức năng lượng và thời gian. Đầu tiên mình sẽ chỉnh cái thời gian này tùy cái liệu trình mà mình cần điều trị cho khách này ha. Sau đó mình sẽ chỉnh cái độ lạnh, lạnh nhiều hay ít là tùy vào cái công năng của mình sử dụng thôi. Giống âm 1 là nó đang lạnh rất là ít nha,
sau đó mình sẽ những cái nút này. Cái đèn đang sáng là màu xanh là nó sẽ mình sẽ biết nó sẽ lần. Nếu mà khách không cảm nhận được hoặc chưa cảm nhận được thì mình sẽ sử dụng cái mức âm 2 là nó lần nhiều. Còn mình muốn sử dụng chức năng nóng thì mình sẽ chuyển qua, mình nhấn cái này. Các bạn có thể thấy cái vùng màu xanh nó đang khuân tròn này, vào số 1 tương ứng với cái đèn màu đỏ thì nó đang hoạt động ha. Rồi mình muốn dừng lại thì mình nhấn nút kế bên này. Sau khi mình đã làm liệu trình xong thì mình sẽ thoát ra vào cái chương trình chính của nó. Rồi rồi chức năng thứ hai này, chức năng siêu âm này, ultra này, mình sẽ cùng nhấn vào thôi. Rồi. Nó sẽ có 3 chế độ này. Chế độ đầu tiên là mức năng lượng, thứ hai là thời gian, 3 là mod là cái sóng liên tục ngắt quãng. Là mình sẽ chọn cái sóng, thường thường mình sẽ chọn sóng A, sóng liên tục nha. Sau đó mình cùng chỉnh tương tự mình cùng chỉnh cái mức năng lượng rồi là cái thời gian. Mình sẽ nhấn nút này là nó đang hoạt động. Rồi sau đó mình sẽ thoát ra. Rồi chức năng tiếp theo, chức năng này nó cũng giống như chức năng ultra thôi, nhưng mà nó đầu của nó sẽ lớn hơn, cái vùng mình điều trị nó sẽ lớn hơn, như là vùng má, vùng mặt, vùng trán. Mình sẽ sử dụng đầu này. Rồi. Còn những cái chức năng thì nó cũng giống như cái đầu nhỏ này thôi. Chức năng tiếp theo là chức năng tệ da chết, thì nó sẽ cũng tương tự thôi. Mình sẽ vào chương trình của nó, chọn mức năng lượng, thời gian, rồi mod, mình sẽ bấm khởi động. Những chức năng như là chức năng này, đây này, nâng cơ vùng cằm này để cho nó gọn với thon, giảm cái độ mở hoặc là săn chắc cái vùng đó. Những cái chức năng này thì nó cũng giống nhau thôi, tùy cái vào cái liệu trình hoặc khách hàng của mình ha. Cái đầu đa điểm này nó sẽ sử dụng cho cái vùng mà vùng lớn như là vùng bắp tay, vùng eo chẳng hạn, sử dụng vùng mặt cũng được nhá. Mình vào chương trình của nó này, nó cũng giống như cái RF này thôi. Chức năng chính của nó thì làm săn chắc da với lại là giảm béo, hỗ trợ giảm béo. Khi đi thì mình có thể sử dụng gel để sóng dẫn, nó sẽ làm hiệu quả hơn ha. Tiếp theo về chức năng phun oxy thì mình sẽ nhấn vào thôi. Rồi chức năng này thì nó không có cái mức năng lượng mà nó sẽ chỉnh ở phía sau đuôi này. Đây là mình chỉnh cho nó mức trung bình rồi. Cái lượng nước ra nó sẽ phun ra nó đều. Sau đó mình sẽ nhấn cái nút này thôi. Với chức năng phun chung oxy này thì nó sẽ có cho kèm mình cái bình lớn hơn. Rất là tiện. Mình tháo ra thì nó dễ thôi. Có cái ren thì mình xoay theo chiều ngược kim đồng hồ ha. Chức năng cuối cùng thì chức năng búp pen, tạo bong bóng, làm sạch da ha. Mình sẽ bỏ nước chuyên dùng của cái chức năng này vào cái khoang S4 này. Đó.
rồi sau đó mình sẽ vặn cái vào cái khoang của nó. Rồi nó sẽ là F4 này. Mình nhấn thời gian thì mình tùy chọn, mình nhấn này, nhấn cái nút này này, rồi xong mình nhấn nút khởi động. Các bạn đợi một xíu nha, nó sẽ ra cái bong bóng. Ra rất là đều ha. Với lưu ý rất là quan trọng, khi mình đã sử dụng xong cái chức năng bút bê này thì mình sẽ vệ sinh bằng cái nước sạch, mình đổ cái nước này ra đâu đó để khi nào mình sử dụng lại mình sẽ thay vào đó sẽ là nước sạch, nước lọc, mình sẽ cho nó hoạt động luôn. Xong sau đó mình sẽ cho nó chạy ra cái bọt của nó, chạy khi nào mà nó ra nước thì thôi, không chạy khi nào cho nó sạch. Để cho nó sạch cái đường dây này với cái đường ống của trong máy, mình sẽ xúc khoảng tầm 2 lần đến 3 lần cho nó, khi nào mà cái nước ra nó không có cái chất nhờn hoặc cái dung dịch chín thì máy sẽ rất là sạch ha, lần sau mình sử dụng được lại ha. Vừa rồi mình đã hướng dẫn và giới thiệu cái cách sử dụng của máy HQ Beauty 10 chức năng ha. Khi các bạn mua hàng thì sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể và kèm theo những ưu đãi của bên mình ha. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn lại những video tiếp theo.